Xin chào tất cả mọi người. Nhà Út đang thực hiện ca thu hẹp âm đạo bằng ống sóng siêu âm. Phương pháp này không chảy máu, không xâm lấn, không đau nha mọi người nhé. Chào tất cả mọi người. Nhà Út đang lên ca combo khử thâm bikini cộng nhũ hoa nha mọi người nha. Chương trình đang ưu đãi 50%.